Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 16 tháng 11 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin đáng chú ý sau đây. Đã bắt đối tượng ném bom xăng khiến bé 4 tuổi bị bỏng nặng ở Bình Thuận. Cháy cửa hàng FPT Shop tại Bình Phước. Căng mình chống buôn lậu mùa nước nổi miền Tây. Di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh thêm ý nghĩa qua cuộc thi Biên Hòa, thành phố mến yêu. Thưa quý vị, liên quan đến đối tượng ném bom xăng vào nhà dân để đòi tiền ở Bình Thuận, sáng nay công an huyện Bắc Bình, Bình Thuận xác nhận thông tin khoảng 0 giờ cùng ngày đã bắt được đối tượng Nguyễn Thanh Minh, thường gọi là Tèo, sinh năm 1987, trú tại thôn Thái Thành, xã Hồng Thái, huyện Bắc Bình, khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Cà Ná, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Trước đó khoảng 17 giờ ngày 14 tháng 11, do mâu thuẫn trong việc đòi nợ với bà DTI, trú tại thôn An Lạc, xã Bình An, Nguyễn Thanh Minh đi xe máy đến trước nhà bà và ném một chai bơm xăng vào nhà. Bơm xăng đã làm cháy một góc nhà bà Y, thiệt hại tài sản không đáng kể, song gây thương tích cho ba người, gồm ông VAL, chồng bà Y, DNMQ, cháu bà Y, và bé VTA, con ruột bà Y, khoảng 4 tháng tuổi, bị phỏng độ 2 diện tích 28% vùng mặt, tay. Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ nghi phạm cướp ngân hàng, nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank Cửa Lò khi đang bỏ trốn tại tỉnh Hà Tĩnh. Đối tượng gây án là Nguyễn Tuấn Anh, 28 tuổi, trú thành phố Vinh, Nghệ An. Lực lượng chức năng đã thu giữ một xe máy, một con dao, một điện thoại di động, một áo khoác. Tại cơ quan công an, đối tượng thừa nhận chiều ngày 14 tháng 11 đã xông vào ngân hàng Agribank, thị xã Cửa Lò, dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên, mục đích cướp tài sản, mục đích để lấy tiền trả nợ. Khi bị mọi người phát hiện, đối tượng hoảng sợ bỏ chạy. Hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai hôm qua tiếp tục xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Nguyễn Hoàng Nghĩa, cựu trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Long Thành cùng các đồng phạm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm đất đai tại xã Bình Sơn. Tại phần xét hỏi, các bị cáo cho rằng các kết luận giám định của Sở Tài nguyên và Môi trường là mấu chốt quan trọng trong vụ án nhưng lại không khách quan, không đầy đủ khi chỉ căn cứ vào sổ mục kê 1999 rồi đưa ra kết luận là đất công. Về nội dung này, các giám định viên cho biết có kết luận giám định trên chỉ có sổ mục kê 1999 mà không có sổ mục kê 2007 và 2011 là thiếu sót, nên đề nghị tiến hành giám định lại để bảo đảm tính khách quan, bảo đảm việc giải quyết vụ đúng theo quy định pháp luật, tránh làm oan người vô tội. Đề nghị này cũng được đại diện cho Sở Tài nguyên Môi trường đồng ý chấp nhận và đề nghị hội đồng xét xử xem xét giải quyết. Xét thấy những thiếu sót nêu trên, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử hủy toàn bộ bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án Nhân dân huyện Long Thành để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi nghe quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai, các bị cáo người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đều đồng quan điểm đề nghị hội đồng xét xử tiêu hủy toàn bản án sơ thẩm và tuyên các bị cáo không có tội. Hội đồng xét xử quyết định nghị án kéo dài sẽ tuyên án vào ngày 23 tháng 11 tới đây. Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai vừa bắt giữ đối tượng Phạm Quốc Huy, 52 tuổi, là đối tượng sống lang thang, để điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản. Trước đó, Huy đến tiệm bán nước của chị Lưu Thị Thủy ở xã Xuân Định, huyện Xuân Lộc để uống nước. Tại đây, sau hồi làm quen, chị Thủy đã rủ Huy mua đồ về nhậu cùng với mấy người bạn. Thấy chị Thủy có nhiều vòng vàng nên trong lúc đi mua đồ ăn, Huy đã mua thuốc ngủ. Lợi dụng lúc mọi người không để ý, Huy dùng tay nghiền nát hai viên thuốc ngủ cho vào ly rượu để chị Thủy uống. Sau khi mọi người ra về, chị Thủy ngủ say không thể chống cự. Huy đã đi xuống bếp lấy kéo cắt 14 vòng đeo tay, một sợi dây chuyền bằng vàng 18K và một điện thoại di động tổng trị giá hơn 89 triệu đồng của chị Thủy rồi tẩu thoát nhưng đã bị công an bắt sau đó. Chiều tối qua, một vụ cháy xảy ra tại cửa hàng FPT Shop nằm trên đường Phú Triền Đỏ thuộc khu phố Tân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Khói lửa bất ngờ phát ra bao trùm cửa hàng, khiến hàng chục nhân viên đang làm việc sợ hãi bỏ chạy ra ngoài. Một số tài sản cũng bị thiêu rụi. Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ chiều tối cùng ngày, một số nhân viên đang làm việc trong cửa hàng FPT Shop
Vòng xoay Hùng Vương bất ngờ phát hiện khói bốc lên từ phía sau cửa hàng, sau đó nhanh chóng lan ra và bao trùm toàn bộ cửa hàng. Phát hiện sự việc, nhiều nhân viên đang làm việc trong cửa hàng hoảng hốt bỏ chạy ra ngoài, đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Những tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, công an tỉnh Bình Phước đã điều động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phương án dập lửa, đồng thời khống chế không cho lửa lan sang các cửa hàng bên cạnh. Chỉ trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã khống chế và dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, đồng thời cũng hỗ trợ nhân viên cửa hàng di chuyển một số tài sản ra ngoài. Vụ cháy cũng khiến một số tài sản của cửa hàng bị thiêu rụi, ước thiệt hại khá nặng nề. Rất may không có thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Thưa quý vị, lợi dụng mùa mưa bão và nước nổi, các đối tượng buôn lậu sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đưa hàng lậu qua biên giới. Đặc biệt, bọn chúng thuê người chưa thành niên tham gia vận chuyển để khi bị bắt giữ gây khó khăn cho công tác xử lý. Trước tình hình trên, lực lượng chức năng biên giới Tây Nam đã siết chặt địa bàn, thường xuyên tuần tra và phối hợp kiểm soát. Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dâng cao cũng là thời điểm các đối tượng buôn lậu trên tuyến biên giới Tây Nam hoạt động rầm rộ. Dân buôn lậu dùng xuồng máy, cải tiến, nâng cấp, chạy băng đồng với tốc độ cao, né chốt kiểm soát trên bờ, đưa hàng lậu đến điểm tập kết trên bờ nội địa. Công tác phòng chống buôn lậu mùa nước nổi vì thế phải đối mặt với nhiều cam go. Với ga của bà con thì lúc sao mới là lúc sao mới kia thì nó khó, rất khó phân biệt. Phải đúng xác là rất khó phân biệt cái đấy. Và lợi dụng đêm tối thì với các đối tượng là có đưa chất hàng qua cái ga đó và vận chuyển vào để tập kết vào trong nội địa của Việt Nam. Tại An Giang, các đầu nậu bên kia biên giới không tập kết hàng vào kho mà cho chở hàng trên ghe lớn, đậu dọc trên các đồng nước quanh kênh Vĩnh Tế, cửa khẩu Vĩnh Sương. Lợi dụng lúc không có lực lượng chức năng, các đối tượng chia nhỏ hàng hóa, sử dụng xuồng, vỏ lãi, công suất lớn chở hàng, phóng bạt mạng trên cánh đồng, về các điểm tập kết hàng ở thành phố Châu Đốc, huyện An Phú, huyện Tịnh Biên, An Giang. Khi mùa nước nổi đến thì ở cục đã xây dựng một cái kế hoạch là kiểm soát cái mùa nước nổi. Thì chúng tôi cũng căn cứ vào kế hoạch đó thì căn cứ theo cái tình hình thực tế để xây dựng một kế hoạch cho nó sát hợp trong cái địa bàn của mình để thực hiện tốt trong cái công tác mà tuần tra kiểm soát trong các cái cánh đồng mà nước nó ngập sâu đó. Trong 10 tháng đầu năm 2023, toàn ngành hải quan đã phát hiện bắt giữ và xử lý hơn 14.000 vụ việc vi phạm pháp luật hải quan, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 5.691,7 tỷ đồng. Cơ quan hải quan đã khởi tố 35 vụ và chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 97 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 433,5 tỷ đồng. Tuyên truyền giáo dục ý thức của người dân là cái khi mà thực hiện hành vi buôn lậu thì sẽ bị là khởi tố để cho họ có cái nhận thức về cái sự ảnh hưởng. Đi kèm đó là tăng cường là việc phân công công chức đi địa bàn để nắm tình hình. Tình hình buôn lậu thì có chiều hướng là giảm là hoạt động với hình thức là nhỏ lẻ, là không có là hoạt động lớn như ngày xưa. Là nhờ là cái công tác thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát của các lực lượng chức năng. Hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa nhập lậu, hàng cấm qua biên giới diễn biến phức tạp vào thời điểm cuối năm. Do một số mặt hàng vẫn còn chênh lệch cao giữa trong nước và ngoài nước, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa ở nội địa cao, lợi nhuận đem lại lớn. Để phòng chống hiệu quả buôn lậu trên tuyến biên giới trước, trong và sau Tết Nguyên Đán 2023, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đề nghị các địa phương quan tâm giải quyết việc làm, hạn chế tình trạng người dân tái vi phạm, tham gia hoạt động buôn lậu. Cùng với đó, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng chức năng và các ban ngành, đoàn thể trong công tác vận động, tập trung công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trước những bất cập khó khăn sau 3 năm thực hiện Nghị định số 10 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, các quy định liên quan tới xe du lịch, xe hợp đồng, Bộ Giao thông Vận tải đang tổ chức lấy ý kiến sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 10, trong đó trọng tâm nhất là quy định về xe khách hợp đồng và xe du lịch. Đáng chú ý, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xe hợp đồng, mỗi chuyến đi chỉ được đón trả khách tại một địa điểm đi, đến theo đúng hợp đồng. Xe hợp đồng không được đón trả khách từ 3 ngày liên tiếp trở lên, hoặc trong một tháng có tổng trên 10 ngày đón trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng hoặc một địa điểm cố định khác.
Trong một tháng nếu xuất phát hoặc kết thúc hợp đồng trùng lập từ 10% số chuyến trở lên cùng một điểm được xem là chạy tuyến cố định sẽ bị xem xét xử lý. Thưa quý vị, với bề dày lịch sử hình thành và phát triển 325 năm, vùng đất Biên Hòa Đồng Nai cũng gắn với những di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Nhằm tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ trẻ về giá trị của các di tích danh lam thắng cảnh, tối qua tại công viên Biên Hùng, thành đoàn Biên Hòa phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố đã tổ chức cuộc thi thuyết trình với chủ đề Biên Hòa thành phố mến yêu. Đêm chung kết cuộc thi thuyết trình Biên Hòa thành phố mến yêu là sự thể hiện bài thuyết trình của 15 thí sinh xuất sắc được chọn từ hơn 100 thí sinh đến từ các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố tham gia từ vòng sơ khảo. Chủ đề được thí sinh chọn nhiều nhất là giới thiệu về những di tích lịch sử, những đặc trưng văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố như thành kèn Biên Hòa, đền thờ Thượng Đẳng Thần Nguyễn Hữu Cảnh, văn miếu Trấn Biên, nhà lao Tân Hiệp, đền thờ Hùng Vương. Em thấy rất vui, thú vị và bổ ích. Em đã học thêm được nhiều di tích lịch sử của Biên Hòa, Đồng Nai. Em cảm thấy yêu quê hương Biên Hòa, Đồng Nai. Một buổi tối mà để xem các em nó thuyết trình về các cái di tích lịch sử, văn hóa, rồi danh lam thắng cảnh của Biên Hòa, Đồng Nai. Thì cá nhân tôi, một người dân Biên Hòa, cảm thấy là một cuộc thi rất là bổ ích, rất là thú vị. Thực sự là tôi cảm thấy là nếu mà qua cái cuộc thi này, các em nó sẽ tìm hiểu được thêm cái văn hóa lịch sử. Các bài thuyết trình đều được các em chuẩn bị một cách công phu, chu đáo và mang tính nghệ thuật khi lồng ghép những video clip, hình ảnh minh họa sinh động vào trong những bài thuyết trình. Nhiều câu hỏi trực tiếp của ban giám khảo cuộc thi về kiến thức các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh cũng đã được các thí sinh trả lời xuất sắc. Không chỉ thể hiện được sự hiểu biết về các di tích lịch sử văn hóa, mà còn hứa hẹn trở thành những tuyên truyền viên xuất sắc của thành phố Biên Hòa trong tương lai. Biên Hòa thành phố mến yêu là mang cái mục đích nhằm tuyên truyền giáo dục lịch sử cho các em thiếu nhi ở các trường tiểu học, trung cơ sở trên địa bàn thành phố Biên Hòa về cái ý nghĩa trải qua 325 năm hình thành vùng đất Biên Hòa Đồng Nai của chúng ta với những cái chủ đề về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử trên địa bàn cũng như những cái đặc sản, tình cảm con người của vùng đất Biên Hòa Đồng Nai. Lễ trao giải cuộc thi thuyết trình sẽ diễn ra vào ngày 18 tháng 11 tới. Những bài thuyết trình xuất sắc nhất cũng sẽ được đưa vào đặt sang tuyên truyền kỷ niệm 325 năm Biên Hòa Đồng Nai phát hành vào tháng 12 tới. Hưởng ứng tháng cao điểm vì người nghèo năm 2023, phường An Bình, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức phiên chợ không đồng phục vụ cho hơn 100 đối tượng nghèo khó khăn tại địa phương. Theo đó, phiên chợ không đồng với 10 gian hàng gồm rau, củ quả, trứng và nhiều thực phẩm thiết yếu khác như gạo, mì gói, dầu ăn, nước tương, v.v. đã phục vụ cho hơn 100 người dân là người nghèo, người lao động khó khăn và công nhân ở trọ mất việc tại địa phương. Mỗi người sẽ được chọn toàn bộ các sản phẩm được trưng bày với tổng trị giá hơn 300.000 đồng một người. Toàn bộ kinh phí thực hiện chương trình chợ không đồng trên 30 triệu đồng do các nhà hảo tâm, các đơn vị ủng hộ kinh phí và hàng hóa thực hiện. Hình ảnh được phóng viên ghi lại tại tuyến đường Bùi Văn Hòa, thành phố Biên Hòa. Đây là khu vực có khu công nghiệp Biên Hòa 2, khu công nghiệp Lotteco, Tân Cảng, Long Bình, nên lượng xe lưu thông khá lớn, nhất là giờ cao điểm. Để tránh tình trạng ách tắc, tai nạn giao thông có thể xảy ra, cơ quan chức năng đã đặt rất nhiều biển cấm theo giờ, cấm tải trọng trên dọc tuyến đường. Dù vậy, bất chấp lệnh cấm này, rất nhiều xe tải trọng lớn vẫn ngang nhiên lưu thông trên tuyến đường trong khung giờ cấm. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý để tránh tai nạn giao thông không đáng có xảy ra bất cứ lúc nào. Những ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự v.v. quý vị và các bạn có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdongnai@gmail.com. Một lần nữa cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt.